Sơ Mary tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị nhốt trong cái quan tài chật hẹp, tối tăm. Ở đó có một hộp diêm nên cô sử dụng để quan sát xung quanh. Những âm thanh từ bên ngoài cho biết rằng cái quan tài đang được chôn sâu xuống đất. Cô ấy tuyệt vọng cầu cứu nhưng tất nhiên là bất thành. Cuối cùng là không còn đủ oxy để thắp sáng nữa và Sơ Mary đã bị chôn sống. Trở lại trước đó vài phút khi mà Sơ lẻn vào phòng của ai đó để lén lấy chùm chìa khóa mở cổng. Cô ấy cố hết sức để không tạo ra tiếng động, sau đó hớt hải chạy ra bên ngoài. Ngay lập tức, có những kẻ trùng kín đầu tiến lại gần để bắt Sơ Mary. Cô ấy sợ hãi, tra từng chìa để mở khóa cổng, nhưng lại quên mất vẫn còn một cái khóa xích ở đó. Sơ Mary giáng lách qua khe cửa hẹp. Những tưởng đã thành công thì bị một kẻ bí ẩn túm lấy chân rồi bẻ quập nó đi. Kết cục sau đó thì ai cũng đã rõ. Hôm nay hãy cùng mình đến với một bộ phim vừa được ra mắt trong năm 2024 nhé, Tu Viện Máu. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Nữ chính của bộ phim, Sơ Cecilia đang gặp một chút khó khăn khi đến một tu viện tại nước Ý, rồi mọi chuyện vẫn ổn và cô ấy được một người tên Enzo đến tận sân bay để đón và đưa về tu viện. Tại đây, Cecilia được mẹ bề trên chào đón vô cùng nồng nhiệt. Bà ấy sau đó nhờ Sơ Isabel dẫn Cecilia về phòng của cô cũng như tham quan một vòng nơi đây. Isabel có vẻ không thoải mái lắm với yêu cầu này nhưng buộc phải làm theo. Tu viện nơi đây được thành lập vào năm 1632 trên một khu hầm mộ. Khi đi đến phòng của Cecilia thì Isabel giải thích rằng công việc của họ rất vất vả, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tu viện này giống như là một viện dưỡng lão dành cho những sơ lớn tuổi, sắp rời trần thế. Isabel khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện lời thề nguyện của mình vào đêm nay. Cecilia nên từ chối và có thể rời đi, cô ấy vẫn sẽ được Chúa tha thứ. Tuy nhiên, Cecilia bày tỏ niềm tin rằng Chúa đã chuẩn bị đầy đủ cho cô. Cecilia cũng gặp và làm quen với Sir Gwen, người có tính cách dễ gần, cùng với một chút nổi loạn. Tối đến thì cô ấy đã thực hiện xong lời thề nguyện của mình, hôn lên chiếc nhẫn trên tay của Hồng Y Franco, trở thành một nữ tu. Sau buổi lễ thì Cecilia trò chuyện với cha xứ Tedeschi, người đã mời cô đến đây. Cecilia tiết lộ rằng khi cô 12 tuổi, cô suýt bị chết đuối trong một hồ nước đã đóng băng. Thậm chí là tim của Cecilia đã ngừng đập 7 phút, nhưng cuối cùng thì phép màu đã xảy ra. Điều này giúp cho cô tin rằng Chúa cứu cô là có mục đích. Còn cha Tedeschi cũng kể đôi chút về bản thân khi ông ấy từng làm việc trong lĩnh vực khoa học, sinh học, cuối cùng đã chọn phụng sự cho Chúa. Sau đó, Cecilia bước vào nhà nguyện vì nghe thấy tiếng ai đó đang khóc bên trong. Cô tiến đến gần để kiểm tra thì phát hiện một nữ tu đang nằm trên sàn, thì thầm điều gì đó. Lo lắng, Cecilia hỏi xem cô ấy có ổn không. Tuy nhiên, thứ xuất hiện sau đó làm cho Cecilia hoảng sợ. Nữ tu đó trùng kín mặt bởi một tấm vải đỏ thẫm, trông vô cùng kỳ bí. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ bề trên xuất hiện, khiến cho Cecilia giật mình thêm lần nữa. Phớt lờ những câu hỏi, mẹ bề trên đưa cho cô ấy xem thánh tích Holy Nail, nói rằng thánh Helena đã mang nó về từ Jerusalem. Cecilia vô cùng bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy nó, rồi đột nhiên cô ấy cảm thấy chóng váng, cuối cùng là ngất xỉu. Ngày hôm sau, Cecilia đi xưng tội, cho rằng việc ngã quỵ ngày hôm qua là do uống quá nhiều rượu. Tuy nhiên, Hồng Y Franco cứ im lặng và nhìn chằm chằm cô ấy. Sau đó, ông ấy lùi dần và biến mất vào bóng tối vô cùng bí ẩn. Trước khi Cecilia hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ở phía sau có cánh tay phá bức tường rồi kéo cô ấy vào. Cecilia thấy mình đang nằm trên một cái bàn, trước mặt là năm kẻ bí ẩn với tấm vải đỏ che kín mặt. Rồi những bàn tay bắt đầu xô xé cô ấy, những kẻ kia tiến lại một gần hơn. Một tên giơ con dao lên rồi cắm thẳng xuống Cecilia. Cô ấy giật bắn người và thoát khỏi cơn ác mộng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Cecilia lại tiếp tục nghe thấy tiếng thở nặng nề. Đến lúc nhìn thấy thì thấy cái bóng của một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở một góc phòng. Nhưng lúc cô ấy mở đèn lên thì phía trước lại chẳng có ai cả. Mặt trời ló dạng, các nữ tu bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Sau khi ăn xong, họ bắt tay vào làm việc. Cecilia thì được hướng dẫn tường tận để có thể hòa nhập với tất cả mọi người. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu vì sao Isabel cứ mãi nhìn chằm chằm về phía mình. Buổi tối, sau khi cầu nguyện xong thì Cecilia lên giường ngủ, không phát hiện ra có một cái bóng ngay bên cạnh cùng cây kéo sắt nhọn. Đến lúc cảm nhận được thì cô ấy đã bị cắt đi mất một phần tóc. Vị sơ lớn tuổi này có vẻ như tâm trí không được ổn định, liên tục làm phiền và bám theo Cecilia từ những thời điểm đầu tiên cô ấy bước vào tu viện. Cô đưa bà ấy quay về giường ngủ, đến khi chuẩn bị rời đi thì Cecilia phát hiện người này có hai vết sẹo lớn hình thánh giá ở hai lòng bàn chân. Cô mang chuyện này kể cho Gwen nghe vào ngày hôm sau, nhưng Gwen cũng không bận tâm lắm. Rồi Gwen kể câu chuyện của mình cho Cecilia nghe, lý do vì sao cô quyết định đến tu viện này. Thời điểm Gwen chia tay bạn trai trong tình cảnh không mấy êm đẹp, cô đã tham gia một nhóm hỗ trợ và có một số nữ tu ở đó. Gwen nghĩ những người phụ nữ đó có cuộc sống rất tốt, có nơi ở, có công việc, không việc gì phải lo lắng. Bỗng dưng, Cecilia cảm thấy không khỏe và nôn mửa. Sau khi kiểm tra sức khỏe, lúc ngồi nghỉ trên ghế, cô ấy lại nhìn thấy kẻ bí ẩn che kín mặt đang đi lang thang bên ngoài. Bất thình lình, một con quạ lao đến, đập thẳng vào tấm kính. Mẹ bề trên bước đến, yêu cầu Cecilia đi theo mình. Cô bước vào một căn phòng nơi Hồng Y Franco, cha Tedeschi cùng bác sĩ Carlo đang đợi. Họ yêu cầu cô ngồi xuống và Hồng Y Franco tỏ ra tức giận, hỏi cô có quan hệ với một người đàn ông nào trước khi đến tu viện hay không. Cecilia quả quyết rằng mình không hề làm việc như vậy. Sau khi hỏi lại rất nhiều lần câu hỏi đó, thấy thái độ cứng rắn của Cecilia thì những người có mặt ở đây mới tiết lộ rằng cô đang mang thai. Hồng Y Franco tuyên bố rằng đứa trẻ này được thụ thai mà không có tội lỗi. Tất cả đã được ban phước với một phép lạ.
Cecilia hỏi tại sao Chúa lại chọn cô, thì cha Tedeschi nói đây chính xác là lý do tại sao cô ấy được Chúa cứu năm 12 tuổi. Giờ đây, những người trong tu viện xem Cecilia như là đức mẹ đồng trinh Maria tiếp theo. Nhưng Gwen thì lại tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô bạn, trong khi Isabel lại cực kỳ căm thù Cecilia. Vào giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, Cecilia vẫn còn ốm nghén rồi nhận thấy bản thân mình đã bị rụng răng. Công việc của cô bây giờ chỉ là ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt để đảm bảo sức khỏe cho đứa bé ở trong bụng. Khi đang tắm, Cecilia bất ngờ bị tấn công, dìm sâu xuống nước. Kẻ gây ra việc này không ai khác là Isabel. Vừa dìm, cô ta vừa nói rằng điều này đáng lý phải xảy ra với mình. Rất may là vụ việc đã được phát hiện. Khi bị lôi đi, Isabel cứ luôn miệng nói họ nên thử lại với cô. Bác sĩ Kahlo kiểm tra đứa bé và nói với Tedeschi rằng mọi thứ vẫn ổn. Cecilia đề cập đến những câu nói của Isabel nhưng cha xứ tiết lộ cô ta đang mắc bệnh tâm thần. Với việc nhìn thấy điều kỳ diệu xảy đến với Cecilia đã khiến cho Isabel bị sốc. Cô lúc này yêu cầu được gặp một vị bác sĩ khác hoặc là đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Nhưng Tedeschi trấn an, viện đủ lý do để cô không thể rời khỏi đây. Tedeschi giải thích rằng bệnh viện là nơi không an toàn, đầy mầm bệnh, cũng như thông tin phép lạ xuất hiện bị lan truyền rộng rãi. Để an toàn nhất là Cecilia nên ở lại tu viện cho đến khi đứa bé, hay còn gọi là đấng cứu thế ra đời. Cecilia rời khỏi đó, đi dọc hành lang thấy hai nữ tu đeo khăn che mặt ở chỗ cửa sổ. Thì từ đằng xa, đã có ai nhảy từ trên mái tu viện xuống. Cecilia chạy đến và nhận ra đó chính là Isabel. Những chuyện bí ẩn cứ thế xuất hiện ngày một nhiều hơn. Gwen cảnh báo cho cô ấy biết nên tỉnh táo hơn với những người trong tu viện. Tedeschi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Điều đó là cho Gwen thêm phần tức giận, quyết định nói ra những suy nghĩ của mình cho tất cả những ai đang có mặt. Cô công khai chỉ trích nhưng nhanh chóng bị Tedeschi và Enzo khống chế, lôi đi chỗ khác. Tối cùng ngày, bức tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh đột nhiên rơi xuống để lộ một đoạn kinh thánh được viết trên nó. Khi Cecilia mở sách ra xem, vì chữ ở trên tường là tiếng Ý, thì nội dung đại loại là quỷ Satan đơn độc thường cải trang thành thiên thần. Đây như là một lời cảnh báo dành cho Cecilia khi nói tu viện này đang có những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Cô lẻn vào văn phòng của Hồng Y Franco, xem lại hồ sơ của mình và bàng hoàng nhận ra họ đã có thông tin vụ việc cô bị chết đuối trước khi nó được kể cho cha xứ Tedeschi. Cecilia nghe thấy tiếng hét và đã làm hành động mà nhân vật trong phim kinh dị nào cũng làm. Đi đến gần chỗ có tiếng hét, để rồi nhìn thấy cảnh tượng Gwen đang bị tra tấn. Kẻ trùng đầu dùng dao cắt lưỡi của cô ấy vì tội phỉ báng. Sơ lớn tuổi kia một lần nữa xuất hiện, lần này đưa cho Cecilia cây thánh giá được thắt bởi phần tóc của cô ấy. Cecilia thử nhờ giúp đỡ bà ấy để rời khỏi tu viện, nhưng chỉ nhận được câu trả lời cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi. Sáng sớm, mẹ bề trên hốt hoảng chạy đến phòng Cecilia khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của cô ấy. Cả người Cecilia toàn là máu, tất cả nhận ra mức độ nghiêm trọng, Cecilia cũng quằn quại xin được đến bệnh viện kiểm tra. Ban đầu Tedeschi không đồng ý nhưng hết cách cũng đành phải miễn cưỡng. Ở lại phòng của Cecilia, mẹ bề trên liên tục cầu nguyện cho đứa bé được bình yên thì bà ấy phát hiện một cái lồng gà. Thấy bất thường nên bà cúi xuống kiểm tra để rồi phát hiện thi thể một con gà được giấu trong cái bọc vải. Mẹ bề trên lập tức gọi cho cha xứ Tedeschi thông báo việc Cecilia đang làm giả việc sảy thai. Cô ấy sau đó cũng dùng hết sức để mở cửa bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bắt trở lại. Mẹ bề trên vô cùng tức giận và có thể thấy rõ bộ mặt của những người ở đây dần lộ ra. Họ chẳng quan tâm gì đến Cecilia, thứ họ cần là đứa bé trong bụng cô. Cecilia sau đó bị trói chặt vào xe lăn rồi được Tedeschi giải thích mọi chuyện. Trước khi làm cha xứ thì ông ấy là một nhà di truyền học. Tedeschi đã phát hiện một số mô, mảnh xương nhỏ cũng như máu của Chúa còn sót lại từ thánh tích Holyneo. Ông ta sử dụng những thứ đó với hy vọng tạo ra một đấng cứu thế mới. Mất 20 năm nghiên cứu, với hàng loạt những thất bại và sai sót, rất nhiều bào thai dị dạng được sinh ra, cuối cùng Tedeschi đã thành công với cơ thể của Cecilia. Ông ta sau đó đưa cô đến một căn phòng, hợp sức với Enzo, đóng cây thánh giá vào lòng bàn chân của Cecilia. Xong xuôi thì bọn chúng đẩy cô về phòng, bỏ mặt ở đó đau đớn không thể bước đi bình thường vì vết thương. Thời điểm cuối thai kỳ, Cecilia gặp Hồng Y Franco, chất vấn ông ta đã nhắm đến mình từ khi nào và điều gì sẽ xảy ra khi kế hoạch thành công. Vừa hỏi, Cecilia nhận ra móng tay của mình có vấn đề và kéo phăng nó ra. Quay trở lại cuộc trò chuyện, Cecilia khẳng định những việc làm này không phải là ý Chúa. Hồng Y Franco thách thức, nếu không phải ý ngài, vậy tại sao ngài không ngăn chặn? Vài ngày sau, Cecilia được bác sĩ Kahlo theo dõi cái thai thông qua siêu âm. Khi ông ấy rời đi một lúc thì mẹ bề trên hào hứng ngồi vào xem. Nhân lúc bà ấy không để ý, Cecilia đã lấy cây thánh giá trên kệ phang thẳng vào đầu bà ấy. Trong cơn tức giận, cô bước xuống dưới rồi ra tay giết chết mẹ bề trên, sau đó bỏ đi với cái thai to vượt mặt. Cecilia bị vỡ ối, báo hiệu rằng đứa bé sắp chào đời. Bằng cách thức cũ, cô cũng tấn công Hồng Y Franco từ phía sau. Mặc cho chống cự, ông ấy cuối cùng cũng bị xiết cổ cho đến khi tắt thở. Bác sĩ Kahlo nhìn thấy, sợ hãi bỏ trốn khỏi đó. Cecilia đi lấy thánh tích Holy Nail rồi đến phòng thí nghiệm của Tedeschi thì thấy can ethanol ở đây. Cô quyết định sử dụng nó thiêu rụi mọi thứ, nhưng cha xứ đã xuất hiện đúng lúc. Ông ta không dám tiếp cận vì nhìn thấy cái bật lửa trên tay cô. Tedeschi nói cái chết của Cecilia vào lúc này cũng không giải quyết được gì vì ông ta sẽ tìm một cô gái khác thay thế. Cecilia đột nhiên bị đau bụng nên cha xứ liền tận dụng thời cơ. Cô gái không bỏ cuộc, phản kháng thành công và rời khỏi phòng thí nghiệm. Cô kịp thời đóng cánh cửa nhưng bị Tedeschi tóm lấy tóc. Nhìn thấy ethanol đã tràn ra đến cửa thì Cecilia nhanh trí ném cái bật lửa vào đó. Ngọn lửa thổi bùng lên, kèm theo là tiếng hét của cha xứ. Ngỡ rằng ông ta đã chết thì Cecilia ở bên ngoài nghe thấy tiếng xịt của bình chữa cháy.
Tedeschi dập tắt ngọn lửa và lao ra tiếp tục tấn công cô ấy. Cecilia bỏ chạy rồi xuống khu hầm mộ phía dưới tu viện. Dưới này không khác gì là mê cung. Cecilia cố gắng hết sức để không bị phát hiện. Cô còn bị dọa cho đứng tim khi thấy thi thể của Gwen được ném xuống dưới này. Sau nhiều nỗ lực thì Cecilia đã tìm thấy lối ra nhưng lại bị Tedeschi tóm được. Ông ta khống chế rồi quyết định mổ bụng cô để lấy đứa bé ra. Đến lúc này thì Cecilia mới lấy thánh tích ra đâm vào cổ cha xứ. Cuối cùng thì Cecilia đã thoát khỏi tu viện, cũng là lúc mà cô khuỵu xuống để sinh con. Tuy nhiên, đứa bé vừa chào đời thì lại phát ra những âm thanh gầm gừ vô cùng kinh dị. Cecilia tự cắn đứt dây rốn rồi tìm một tảng đá lớn để kết liễu sinh vật gớm ghiếc kia. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.